À ok, à, coi lại điểm thì điểm các bạn toàn 10 không là có gì đâu, thắc mắc đúng không? À. Ok. Mình thấy cho bài 1 các bạn làm rất là tốt ha, trình bày rất là rõ ràng, à, đọc dễ hiểu. À. Rồi, về cái bài tập số 2 thì có bạn nào có thắc mắc hay câu hỏi gì không? Ok, câu hỏi Dạ, em muốn hỏi là cái bài tập 2 của mình đó thầy, à. cái kernel thầy để ở bài 1 là dùng chung cho cả năm bài luôn hay là mỗi bài có Đúng một rồi, cái kernel riêng? dùng chung cho cả đâu năm bài ta, như ba bốn bài mà. Là tức là tại em làm bài 2 thầy thì cái kernel đó cũng là sử dụng cho bài 2 luôn đúng không Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. thầy? À, vậy rồi, Rồi cảm mình ơn. hướng dẫn lại ha, có một số bạn cũng gửi email hỏi mình. Ý là mình đã ghi rõ rồi mà các bạn cũng vậy. Ví dụ như các bạn nào mà nhóm lớn hơn 9 chẳng hạn vậy ha, thì cái vị trí của anchor boy của các bạn sẽ là, ví dụ như bạn nào nhóm 10 chẳng hạn, thì vị trí anchor boy là số 1, là ngay tại điểm này nè ha, là điểm này ha. Đó, là ngay tại điểm này. Ok ha. Thì bạn nào mà thuộc nhóm nào, anchor boy của nhóm nào thì các bạn gạch dưới giống như như hình cho mình. Nha. À, dưới để thể hiện là cái điểm anchor boy đó là của các bạn. Yeah. Rồi có một cái điều lưu ý vậy các bạn, à, cái câu 5 đó các bạn, à, bài B đó các bạn, à, thì mình có kêu các bạn là lập trình tính số Bell x và y, à, dùng hàm filter 2D, thì các bạn thêm dùm mình là dùng hàm filter 2D với lại hàm số Bell các bạn ha, để cho các bạn kiểm tra ha, hàm số Bell ha. Thêm hàm số Bell nữa trong OpenCV ha, sử dụng hàm này các bạn. Rồi, ok. Với em hỏi cho thầy À, ok. ở câu một À. á thầy, Ừ. cái câu B nó kêu là tính convolution á, À. thì cái em muốn hỏi là lúc mà mình flip cái ma trận á thì số 9 của em thì cái ma trận sẽ là 9 8 7 6 5 4 3 2 1 á, Ừ. thì cái anchor boy của em là số 9 hay là vẫn là số 1 thầy? Vẫn là số 1 em, vị Là số trí mà, vị vị trí hả? trí ở đó là vị trí chứ không phải là số, nó vị trí số 1 mà nha nha. À. Là tức ý, ý ý em là lúc mà em flip xong á thì cái vị trí số 1 là số 9 đó. Là ý ý À. thầy là mình lấy cái ô đúng không? Lấy cái ô hay lấy cái số? À, à rồi rồi mình hiểu từ ý tụi em rồi. Ok, à, để mình coi, à, anh chưa coi số 1. Ồ, em nhắc mình mới nhớ chứ. À, à, thông thường nếu như mà anchor boy là số ở vị trí nào thì flip nó cũng vậy. À, mình chưa, để hôm đợt lần trước cái kia là như vậy. Từ từ để mình coi cross correlation.
Ồ, cái này mình cần phải kiểm tra lại để từ từ nha mình, tại vì cái này mình cũng mới nghĩ ra mà mình chưa 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 nắm rõ. Tại vì cái hàm convolution của mình á, thực chất ra cũng là sử dụng hàm filter 2D, mà hàm filter 2D á, thì nó sẽ sử dụng cái nó định nghĩa, nó mình phải định nghĩa cái anchor point cho nó. Như vậy thì khi mà các bạn clip á, anchor point sẽ chạy theo cùng. Ok, như vậy thì số 1 của các bạn á, cái vị trí anchor point lúc đầu là số 1 đúng không? Sau khi con B tính convolution á, clip kernel thì số 1 sẽ thành số 9, nó là vị trí số 9 ha các bạn ha. Ok, là vị trí số 9 ha. Tại vì nó là vị trí số 9 thì cái khi mà các bạn sử dụng hàm filter 2D mới ra giống được, còn không nó không ra giống. Ok. Từ vị trí số 1 sau khi flip kernel nó sẽ trở thành vị trí số 9 ha các bạn ha. À, Với sẵn em hỏi luôn là có lúc mà nó trở về vị trí số 9 rồi thầy, thì cái à. boy mình em nhập là bao nhiêu thầy? Bữa em theo bữa tuần trước thầy bảo là ở ở giữa là -1 -1, xong rồi từ đó tính ra thì em vị trí số 9 của em nó sẽ là -2 -2, nhưng mà em nhập vô thì nó báo lỗi. Có lỗi hả? Dạ, nó báo là không không tìm được cái index trong cái mảng. Ồ, chà. Không tìm thấy index nữa ta. Nhưng mà sau đó em với trong nhóm có thử lại thì bỏ dấu trừ đi thì nó ra đúng đáp án này, kiểu là Có boy nghĩa 22. là em bỏ thành 22. Dạ, không phải âm, không có âm. Ủa kỳ ta. Vậy kêu em xài ở bên CV mấy vậy? Và 4.3 bạn em cũng xài, bản thấp cũng bài 3 chấm mấy cũng vậy. Ủa sao lần trước mình xài hình như cũng bảng 4 3 chấm mấy, mình đề chị 22, chị 2 được mà ta. Sao giờ nó lại không được chúng ta? Để mình coi. À, như vậy là chỗ số 9 này là tụi em phải sửa nó lại thành 22. Dạ. Chỗ số 6 cũng là 21 luôn thầy, lấy dấu trừ nó không hiểu thì ơi. 6 là 21. Dạ. Ồ, có thể là nó đã mới lại rồi. Nó kể nó chỉ chấp nhận có dấu trừ ở số 1 thôi chứ qua mấy số khác không được. Theo em được biết thì cái đó là mình đánh theo kiểu mã tính ảnh đấy, thì nó là đánh theo thuộc số từ là không một hai, còn mình để một à, trừ một thì nó mặc định cái ở giữa, còn những cái kia thì mình cứ đánh theo số bình thường. Nếu như mình đánh theo số bình thường thì ví dụ như này, ví dụ như ở giữa mình là -1 -1 đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ là hồi nào bữa các bạn nói là 0 -1 đúng không? À. Ý là thí dụ 0 -1 vẫn được và 0 -1 cũng được thì cũng ra giống kết quả. Ồ vậy hả? 0 -1 cũng được mà 0 -1 cũng ra đúng kết quả. Dạ. Như vậy thì nó mặc định, chỉ mặc định là -1 -1 là ở giữa thôi. Dạ. Ồ. Vậy bạn có thử là 1 1 không? Thử 1 1 ra giống Dạ cũng -1 -1 không? cũng y chang thầy. Y Nói chang chung luôn. là dạ. Ủa? Kỳ ta, sao ông bên bản mới. Ok. Ok, cảm ơn bạn. Giờ mình thật sự ra mình mới 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 biết cái thông tin này các bạn. Tại vì những cái đợt trước thì mình vấn đề -2 -2 thì nó vẫn chạy bình thường. À, có thể là cái thư viện mới này nó mới update cái mới này. Rồi ok, cảm ơn bạn. Thì các bạn cứ như vậy thì các bạn có thể về thử lại, và các nhóm khác ha, có thể về thử lại cái vị trí kernel các bạn ha. Thay vì mấy cái chỗ kia để dấu trừ thì đổi đổi thành dấu cộng hết. Chẳng hạn như số 9 là -2 -2 thì đổi thành +2 +2 ha. Thì +2 +2. Rồi. Demo tính demo, đợi mình tí, đợi demo tính Sobel hả? Demo tính Sobel thì nó là cái hàm Sobel mà. Ủa như nhớ mình có nó là hàm Sobel trong OpenCV mà ta.
bạn đợi mình tí để mình tìm cái slide đấy. Như mình nhớ có cái hàm số Bell trong OpenCV. À ok, mình bỏ mất cái slide đó rồi. Ai hôm bữa mình có nói với các bạn, mình có giải hình như mình nhớ mình có giải thích cái hàm số Bell mà ta. Mình nhớ là như mình có nói là chỗ nào đó là ví dụ như số 1 là ví dụ như theo chiều x là cho là số 1, còn kia là số 0, còn nếu như mà cho theo chiều y rồi kia là số 0 là số 1 mà. Mình nhớ mình có nói mà ta. Mình nhớ nói trong cái slide nào đó. Rồi. Rồi thì đây cái hàm số Bell ha, thì các bạn có thể coi lại nha các bạn ha. Đây. Số Bell này ha. Thì trong đó nó tự nhiên có những cái thông số như trên hình, chẳng hạn như ở đây là theo số Bell theo chiều x, số Bell theo chiều y. Mình nhớ có mà ta có cái slide nào đó mình nói rồi đó. Số Bell parameter thì đây các bạn ha, thì đây mình nói luôn đây, cái đây là cái hàm số Bell rồi các bạn ha. Thì ở đây là các bạn tính ví dụ như cung cấp ảnh ảnh chuột nè, xong rồi ảnh đây là ảnh kết quả nè ha, còn đây là cái type của cái ảnh nè, cái kiểu của cái ảnh nè. Rồi ở đây là một và không, ở đây nè các bạn, thì ở đây là theo chiều x nè. Thì nếu như các bạn muốn số Bell theo chiều x thì các bạn đánh số này số 1, còn này là số 0, còn nếu theo chiều y là số 0 là số 1, còn 3 nó chính là cái kernel size là 3 nhân 3 nha, kernel size là 3 nhân 3, còn cái đằng sau là 1 0 0 mặc định các bạn nha. Đó. Thì cái khi mà tính hàm số Bell với lại tính filter 2D thì nó ra giống nhau các bạn ha. Rồi bạn Tuấn có gì cần hỏi? Bạn Nhật cái xin lỗi, bạn Nhật. Dạ thầy, cái nãy thầy nói là cái kernel với vị trí của kernel với vị trí anh cho boy là xài cho hết 5 bài luôn á thầy. Hết 5 bài luôn, đúng rồi. Dạ. Rồi ok, bạn Thắng hỏi gì? Dạ thầy cho em hỏi là lúc nãy vậy cuối cùng là cái bài 1 á thầy là mình Ừ. dựa theo cái vị trí của cái số 1 hay là mình dựa theo cái số 1 này? Dựa theo số 1 nha. Ví Dựa dụ số 1. như nhóm bạn, ví dụ ha, bây giờ mình nói là ví dụ như nhóm bạn là nhóm 1 đi chẳng hạn vậy nha. Dạ. Thì vị trí anh cho boy đầu tiên là số 1, đúng không? Dạ. Thì trong cái câu B á, tính bằng tay convolution á thì bạn flip kernel, đúng không? Thì bây giờ cái vị trí của anh cho boy của bạn trở thành số 9. Ok ha. Là lúc đầu mình xài 00, lúc sau mình xài 22 à thầy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, em cảm ơn. Dạ thầy, cho em hỏi cái bài số 4 á thầy, cái bài Gaussian á thầy. Sao? Dạ là cái hàm filter 2D với hàm Gaussian á, khi mà em tính ra nó sẽ bị lệch một vài cái pixel á thầy, vậy là có được không thầy? Hay là nó phải Thì hôm bữa mình đã có nói với tụi em rồi đó, cái hàm Gaussian với hàm filter 2D nó sẽ ra lệch một chút mà, không sao đâu. dạ, tại vì cũng có mấy giá trị em thấy nó ra nó lệch tới 5 pixel lận thầy, không biết nó có quá lớn không thầy hay là sao? Ủa, 5 pixel là quá lớn đó nha, lớn lắm đó nha. Em có thể ngồi tính tính lại nha, mình nghĩ là nó lớn à, tại vì nếu như mà lệch quá lắm một pixel chẳng hạn như cái kia là 10 10,3 chẳng hạn vậy. Mình biết rồi, em trong cái định nghĩa của cái ma trận á, thì cái ma trận này nè, mấy cái ma trận này nè, em đừng định nghĩa nó là số 8 UC1 ha,
Em định nghĩa là số 32FC1 là số float á. Số float á. Tại vì nếu như mà em định nghĩa là số 8U á là inside ấy, nghĩa là số nguyên á. Nếu như em định nghĩa là số nguyên á thì mỗi lần tính toán nó sẽ làm tròn lum hết. Mỗi lần nhân chia cộng trừ sẽ làm tròn thì sai số của cộng dồn làm tròn thì nó ra sai số so với cái kia rất là lớn. Em sử dụng cái định nghĩa là float ha, định nghĩa cái số float. Dạ, dạ, để em coi lại, em cảm ơn thầy. Rồi, ok. Rồi, ok. Buổi thảo luận rất là bổ ích ha. Đó, các bạn hỏi rất là nhiều. Rồi, ok. Bạn Quý hỏi gì? Em muốn hỏi là kiểu như sau này mình có cái ảnh bất kỳ nữa, làm sao để mình biết chọn kernel nào cho nó phù hợp? Cái kernel đó thì thông thường thì nó cũng chỉ nó dựa vô kinh nghiệm của bạn trai hồi nãy rồi thôi, chứ cái kernel nó không có cái fix procedure đâu. Thường á là ví dụ như mình thử thôi các bạn, thử thôi. Ví dụ như cái hình của mình chẳng hạn vậy, mình cứ thử là ví dụ như 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, các bạn thử theo số lẻ, cứ thử nó tăng dần ha. Thì như mình nói là cái gì, khi mà bạn thử 3 × 3 chẳng hạn vậy, thì ví dụ như trên cái hình của các bạn chẳng hạn vậy, cái sự khác biệt của các pixel nó chưa đủ lớn, các bạn trên cho lên 5 × 5, cứ từ từ thôi, từ từ mà tăng lên dần dần thôi, chứ nó chứ không có biết được cái số mặc định đó là mỗi hình là bao nhiêu đâu các bạn. Rồi, ok, có bạn nào có hỏi gì nữa không? Thầy ơi, cho em hỏi là tất cả các bài đều dùng cái anh cho như là bài 1 hồi này? Đúng rồi, đúng, vẫn dùng anh cho như bài 1 mà, nãy mình nói rồi mà. Dạ, tại có một số bài như là bài 5 số bell đó thầy, nó đâu có quy định cái anh cho nằm ở thì như mình nói đó, hồi nãy mình có nói là mình nhớ không lầm thì đâu phải là bài nào cũng là sử dụng anh cho boy, cũng có anh cho boy đâu nha. Thì bài nào có anh cho boy thì các bạn sẽ sử dụng như bài 1, như mình có ghi rõ ràng trong đó mà ta, câu nào là sử dụng anh cho boy bài 1 mà ta. Dạ, tại lúc nãy em nghe nói là bài nào cũng xài cho nên em hỏi lại. Ok. Dạ, thầy chỉ ghi bài bài 2 là giống bài 1 thôi thầy, còn bài 3, bài 4 là bọn em lỡ làm, nó không có giống bài 1 ạ. Bạn, cái lọc trung vị thì nó đâu có, nó anchor boy nó luôn luôn nằm giữa mà. Nha, tại vì mình dùng hàm median fill, median blur nè, nó đâu có giúp, nó đâu có định nghĩa cái anchor boy đâu, nó mặc định anchor boy nằm giữa mà. Các bạn tính bằng tay á. Mà tính bằng, nếu mà dùng hàm á, xin lỗi, dùng hàm á, cái hàm median blur này nó đâu có cái thông số để các bạn chọn cái anchor boy đâu, có không ta? Mình nhớ đâu có đâu ta. Mày ơi, vậy cái số 4 Gaussian blur nó cũng có hàm, nó có thông số chọn anchor boy không mày? Để mình lật lại cái hàm đi, mình cũng đây là hàm median nè, đúng không? Đó, hàm median này nó đâu có anchor boy đâu. Nó mình nhớ mà, median nó không có anchor boy nè. Rồi hàm Gaussian đúng không? Hình như hàm Gaussian nó cũng không có anchor boy.
Cơ bắp là mặc định cái đó là anchovoid nằm giữa. Đúng Vậy rồi. là cái anh cơ boy là cho bài 1, bài 2 đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. À, cái bài nào cái nào mà nó có anchovoid trong cái hàm đó thì mới sử dụng. Nha. Rồi mình là mới lật lại nè, hình như hôm bữa trong cái video mình có demo mình có giải thích cái hàm Sobel mà. Nó có cái hàm Sobel ở đây mà. Đây đây nè. Mình nhớ có cái hàm Sobel ở đây mà. Nhớ đây 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 đây. Đây đó, nè đây cách sử dụng hàm Sobel nè các bạn. Nha. Trời, mình nhớ rõ ràng, mình nhớ là mình có giải thích các bạn hàm Sobel mà. À các bạn có một lưu ý như vậy. À, có bạn nào đã làm cái lọc trung vị chưa? Này nè. Bạn nào đã làm chưa? Chưa rồi. Dạ có thầy. Có hả? Em làm cái ra giống không? Dạ Giống có, bây giờ là cái thêm padding không hay là mình thêm padding không thì nó giống, còn mình ra cái kiểu mình dùng cái kiểu khác, mình tính bằng tay, mình tính bằng code nó cũng nó giống nhưng mà kết quả nó không giống như là mình thêm padding không thầy. đúng rồi. À, cái median blur, cái hàm median blur ở trong cái OpenCV á thì nó mặc định ha, default nó là duplicate pixel chứ không phải là thêm padding không. Ủa, ý em là khi mà tính bằng mấy tính bằng code đó thầy, À. thêm padding không rồi mình tính bằng tay thêm padding không thì hai kết quả nó ra giống nhau đó thầy. Còn duplicate hay là padding không thì hai kết quả khác nhau. À. À. Rồi rồi, chúng ta nói cùng một ý á. Nè, mình giải thích cho. Khi mà các bạn thêm padding không ha, rồi các bạn sử dụng cái hàm median blur á thì như mình nói á, là nó duplicate cái thằng không thì giống như các bạn thêm padding không như gì đâu. Hiểu ý mình không? À dạ dạ em hiểu. À. Ủa, vậy thì khi một bài thi nó dạy đó thầy, người ta không có nói mình là mình thêm bất đi không hay là mình Các bạn cứ yên duplicate tâm, thì bài thi thì xung quanh nó chỗ này toàn là không không à, bạn cứ yên tâm, nên bạn có padding hay duplicate nó cũng giống nhau à. À, bạn yên tâm. dạ. Ừ, chính vì vậy mình mới hỏi các bạn. À, ok. À. Rồi ok, có bạn nào có hỏi gì nữa không? Thầy ơi, em có thử đổi cái kiểu float giống như thầy nói rồi đó thầy, nhưng mà À. cái kết quả ở bên cái hàm Gaussian nó vẫn ra cái kỳ sao? Khác dữ lắm hả? Dạ, em xem màn hình được không thầy? Ờ em ra thử rồi mình coi coi. Thầy tắt thầy tắt màn À, hình đã trước mình xem. thấy rồi. Dạ, đây là cái kết quả mà em tính tay này. Rồi cái này là em xài chỗ này là filter 2D thì nó ra giống. Còn cái Gaussian đó thì nó ra hơi khác tí. Ơi, cái code của bạn là đang sai 5 x 5 à? Phải sai sửa lại 3 x 3 chứ. À, chà.
sơ 33 thầy. Ủa, đề cho 3 nhân 3 mà. 5 năm mà thầy. Rồi, copy bát của đợt trước này hả? 3 nhân 3 chứ 5 nhân 5 đâu. Trong cái code của bạn á, cái hàm Gaussian blur á. Đó cái code là 3 nhân 3 phút ơi. Code của bạn là bạn đang xài 5 nhân 5 kìa. Đó. À, cái chỗ này. Rồi chạy thử coi. Rồi, giống không? Ủa sao khác dữ ta? Kia 3.5, kia 4.4 hả? Dạ, cái trên đây là 4.41, còn ở dưới là 3.5. Nó lệch có quá không? Nó hơi lệch à, để mình coi lại. Nó không có lệch dữ gì đâu nha, để mình coi. À, để mình một chút. À, Phúc sửa máy cái trên online nó thanh là 3.3 thì luôn Phúc kia. Thử xem. Gaussian. Sao các bạn ra nó khác dữ vậy ta? Có hiểu người ta sao các bạn ra khác dữ vậy? À, dạ. Các bạn hãy định nghĩa theo cái này ha, theo dạng bạn thử định nghĩa lại là double, cái ma trận của bạn là double thử lại nha, thử double coi. Thử định nghĩa giống vậy, double ha. À. Sao mà các bạn lại ra khác dữ vậy? Để mình coi lại coi cái đợt trước coi. Đợt trước hình như cũng có làm, hình như cũng ra giống y chang mà. À, để coi. À, bạn đợi mình chút. Đấy, cũng ra y chang mà. À, dạ. Ủa Phúc xài thư viện bản mấy vậy? 4 chấm mấy đó. Ờ, Phúc ơi, cái chỗ của cái phò, chỗ mặt INT, y bằng không á, ông thử cái lại bên kia, tôi lót thử. À, cái sigma của bạn hình như bạn cho... Dạ, em cho không. Sao không? Sigma sao cho bằng không? Sigma bằng nhiêu? Ờ, sigma hình như bằng số tự chia 10 hay gì á, 0.6. Sigma chơi vô không thì sao? 0.6 hay gì á Phúc ơi? Trời ơi. Cả x và y luôn à? X đi hả? X đi thì em cứ đề mặc định là không thử coi. Hình như là... Là sao thầy? Chỗ này là sigma x và sigma y, nó định nghĩa là sigma x, sigma y thầy. Em cứ đề không không đi, mặc định đi. Rồi em chạy thử coi. Thì nó giống vậy mà thầy. Ủa khoan khoan, cái chỗ cái của em là giống ta.
3.5 kìa. 3.5. Mà trên đây 4 4 chấm mấy, 4.41 thầy. 4.41. Khoan, à, cái chỗ à, để mình coi. Cái chỗ Gaussian blur đó em sửa lại ha. Cái đó là chỗ chỗ 0.6 nãy á, em sửa lại nó là số 1. À đó số 1 đi. Rồi. Rồi cái kia là 0.0.6, 0.6 được rồi. Nhóm em là thử 0.6 xem sao. Rồi. Ờ không thầy ơi. Nó còn 3.4 gì lên đấy, 4.4 hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Đây là cái bài bạn ấy dùng 5 năm 4.2 4.2 của này sư bèo từ từ 4.26137.389 mình nghĩ cái tính tay của em chắc có vấn đề rồi quá. Cái tính tay với lại cái hàm filter 2D là giống đúng không? Dạ giống rồi. Giống. Ủa vậy sao? 4.41. Sao kia ra khác ta? À, để mình coi coi có vấn đề gì không nữa ta. Copy marker border. Sai. Ai da. Bây giờ mình cần phải coi lại cái hàm Gaussian blur một chút. Tại mình chút. Ok, vậy các bạn cứ cứ làm thử đi nha. Hiện tại giờ mình cũng chưa biết tại sao cái mới này nó chưa có. Nó chưa có ra. Ừ. Bạn bạn cứ làm đi. À, để mình coi nha. Ok. Ừ. Đúng rồi, bạn tính nói đúng ha. Khi bạn tính correlation convolution vậy thì sẽ có cường độ lớn hơn 255 ha. À. Các bạn cứ để vậy đi ha. Thì nếu như mà trong cái thực sự ra thì nếu như trong là sao nhỉ? Cái hình á thì nó sẽ mặc định là ví dụ như 255 sẽ là sáng luôn, lớn hơn 255 nó sẽ là 255 mà. Ha. Còn đây là do mình làm trên ma trận mà ha. Rồi rồi ok, có bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Dạ lo hả. À, câu 4 thầy em cũng làm cái gì nhưng mà sau khi em sửa lại em chia cái ma trận trong hàm filter 2D cho tổng số ma trận với tổng số phần tử thì nó ra giống như là cái hàm Gaussian
Em nói bài 4 á hả? Bài cái hàm Gaussian á hả? Dạ. Em làm sao? Em nói làm gì? Là em muốn tính vậy xong rồi em nghĩa là em nghĩ hàm Gaussian blur, em nghĩ là sau khi lọc Gaussian sẽ lọc blur thêm một lần nữa. Nên em tính tổng cái phần tử này. Rồi em cái mặt trận trong phi đây em chia cho cái sum này thì đó sẽ ra quả đúng. À có nghĩa là làm hai lần là vừa là lọc Gaussian xong rồi dạ, trung bình rồi. Dạ. Là giống. Nhưng mà khi mà làm với mặt trận 5 năm thì em không cần làm vậy luôn nhưng mà hiểu tại sao. Đúng rồi, thường mình xài toàn là ma trận 5 x 5. Đúng là ra nếu như sử dụng ma trận 5 x 5 thì bùng cái là nó ra gần giống đúng rồi hả? Còn ma trận 3 x 3 này theo bạn ấy làm là phải Gaussian xong rồi blur mới giống. Ơi các bạn cứ sử dụng cái hàm Gaussian blur cho ma trận 3 x 3 thôi cũng được nha, các bạn cứ làm thử. À, thầy ơi cái bài 33 hồi nãy thầy là cái hai cái chỗ sigma thầy là em sẽ cho thế và là cái số 0.6, còn cái số cuối em để là 0 thì nó lệch ít hơn, nó lệch có 0 mấy rồi thầy. Đúng em rồi cũng... mình nhớ như nó hai cái số kia là 0.6 không, ví dụ như một cái là sigma x sigma y đúng rồi đó, 0.6 0.6, còn cái số cuối nó hình như là cái chỉ số gì ta, tại vì mình không nhớ cái vị trí nó lắm. Tại vì cái hàm Gaussian blur mà của cái bảng trước á, là như đây. Các bạn thấy hàm Gaussian blur mà của cái thằng OpenCV cũ á là nó chỉ, các bạn chỉ cần cung cấp sai, còn chỗ này là số 0 vậy thôi. Mặc định. Ừ, còn cái hàm mới này thì là mình phải cung cấp sigma x sigma y rồi cái kia là số mình nhớ như mình có một cái slide nào đó giới thiệu cái hàm Gaussian blur nữa. Okay. Nói chung là như bạn Tiến hồi nãy nói thì là làm là cứ tính cái kernel theo cái công thức của Gauss rồi sau đó làm theo cái giải thuật của lơ này, nghĩa là lấy giống như kiểu lấy trung bình này chia sum á, thì khi mà làm vậy thì nó ra gần nó ra đúng với cái hàm tính trong cái code luôn này. Ok, như vậy thì hiện nay có hai hướng, một cái chỗ Gaussian blur là các bạn có thể sử dụng như như bạn vừa nói, đó là lọc Gaussian xong rồi sau đó dùng cái blur nữa là tính trung bình nữa thì nó ra giống. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn có thể cung cấp cái sigma 0.6 0.6 gì đó rồi cái parameter cuối cùng các bạn cứ để số 0 thì nó ra cũng ra giống nhưng mà nó lệch một chút nha. Thì cái cách mà dùng hàm Gaussian blur thì nó mà cái cách thứ hai như mình nói thì nó đơn giản hơn trong cái cách tính nha. Còn bạn nào mà sử dụng cái cách một thì cũng ok, welcome thôi nha. Không vấn đề gì nha. Rồi ok. Rồi bạn gì có hỏi? Dạ thầy ơi, em nhóm 11 em để cái sigma x sigma y là 1.1 1.1 thì nó cũng lệch nhiều. 1.1 1.1 hả? Còn cái cuối để số 0 không? Dạ không. Cái số cuối em để lại nhiêu? Dạ không ạ. Không á hả? Ra cũng lệch nhiều hả? Dạ. Kỳ vậy ta mình. À, bạn thử để số cuối là số 4 rồi bạn. Tại vì trong cái định nghĩa thì nó ghi nó là in border type là bằng 4. Bạn thử số 4 coi nó có ra. Ừ, bạn thử lại coi thử số 4 coi ra. Số cuối cùng là số 4 thử. Thầy cái đó em thử số 4 nó ra còn lớn hơn, lệch lớn hơn. Ủa vậy hả? Em cũng bị giống vậy luôn. Rồi thôi ok, cái hàm Gaussian blur thì các bạn cứ xài thử đi ha. Cái đó thì mình sẽ coi sao nha. Rồi ok. Rồi bạn Thắng hỏi gì? Để em xem cái màn hình này nha. Em hỏi lý thuyết xíu nha.
Ừ, hỏi đi. Này, trong cái đọc cảnh đó này thì chỉ tiêu cái công thức này thì ý nó là lấy cái cường độ sáng sao chia cho cường độ sáng đầu đúng không thầy? Đúng rồi thì nhưng mà trong ở dưới này thì nếu như mà mình xài theo phần CV là nó giống như là kiểu là nó đè cái kernel này lên thì hai này nó tương tự nhau thôi thầy, không nó không tương tự nhau đâu. Đúng rồi, sao em thấy nó tại vì thằng này là nó như kiểu là nó lấy cái thằng kế bên đó nữa trừ qua cái này nó đúng có rồi, số 2 nữa. Đúng rồi chính xác. Không, cái thằng mà theo cái trừ một trừ hai trừ một á thì thực sự ra là gì, nó hôm bữa mình có bật qua bên cái slide bên cái Kenny cho các bạn á, nó có cái định nghĩa về cái mấy cái ma trận lập cạnh này đó, thì cái đạo hàm á, ma trận đạo hàm á, thì nó lấy cái thằng ở phía trước nữa trừ do cái thằng sau, đúng rồi đó, tại vì nó là đạo hàm bậc hai nữa. Về ý nghĩa thì nó có như nhau này, nghĩa là nó ý nghĩa như nhau khác gì đâu, thì nó cũng chỉ là gọi là different thôi mà. Dạ rồi. Với cái dưới này này, nếu như mà ở đây mình để cái prototype này, nếu như mà hồi nãy thầy em có chụp lại cái hình này thì để mặc định nó là không đúng không thầy, cái số cuối đâu đó. Cái đó su beo mà su beo hả? Dạ trong hàm su beo để mình nhớ lại coi mình cái hàm su beo đó là mình đang làm cho cái hình nha. Dạ. Cái ma trận thì mình chưa thử nha. Mình chưa thử nha. Ý là thầy để đây số 0 đúng không thầy? Tại vì em có mới đầu là em để em không để số mà em phá vô cái code đó thì nó là cái em để theo cái kiểu là replicate, nó là duplicate đúng không thầy? Đúng rồi nó đó. Thì tại vì nguyên bản của em hiện tại là đang làm theo duplicate thì nó trùng với cái code luôn, nếu như bây giờ đổi thành số 0 thì em có thử lại cái bedding, tại mới đầu em xài bedding là duplicate á thì nó ra đúng, bây giờ đổi lại số 0 á thì phải đổi lại thành cái bedding 0. Vậy giờ trong bài bắt buộc phải là bedding 0 luôn hay sao thầy? Mình chưa theo kiểu cái câu hỏi của em. Là ý là với bên giống như câu này bây giờ em đổ qua ra rồi là em xài, mới đầu là em xài nó là duplicate thì ở đây nó sẽ là 40-40 hết. Rồi ok. Dạ, thì nó ra một cái ma trận là nó chưa điểm kéo này. Nó ra cái ma trận như vậy. Thì nếu như mà ở đây em đổi lại là nếu như mà em xài theo duplicate thì nó vẫn đúng. Nó vẫn đúng. Dạ thì xài chung cái loại phóng to hình ra nó sẽ đúng với cái hàng này mà hồi nãy bạn kia bạn hỏi thì kêu là làm theo cái mặc định nó là không, bây giờ là có bắt buộc không mày hay là em phải đổi không, em cứ làm sao cho nó giống nó là được rồi, em cứ làm theo ý của em thôi. Dạ rồi, okay. Hồi nãy mình có nói là tại vì sao, tại vì mình mới muốn tụi em chú ý ở chỗ này thôi, là cái chỗ cái đằng sau của nó đó là cái parameter á, là để chọn cái kiểu mà là border rất BK hay là bedding không hay là cái gì đó thì tụi em chú ý đằng sau đó nha. Còn thực sự là trong cái bài tập á hay là đề thi á thì em sẽ không gặp trường hợp này đâu, tại vì xung quanh nó mình đã để sẵn số 0 rồi, nên tụi em có RBK hay là double hay là bedding 0 nó cũng vậy. Dạ rồi. Okay. Dạ rồi. Ok. Thì có gì em xài cái nào thì em ghi lại trong cái file báo cáo. Đúng rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi ok, có bạn nào có hỏi gì nữa không? Rồi ok, nếu như chúng ta không có hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ đây các bạn nha.